chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ném côn như boss cuối Tôn Ngộ Không trong Black Myth Wukong. Trước tiên, chúng ta cần vào phần hành trang. Ở điểm tu hành thì chúng ta cần phải cộng full điểm quay côn cho mình để có thể tích nhanh nhất điểm côn để dễ dàng cho việc tập luyện. Pháp thuật thì mọi người lấy cho mình cái vòng lửa để có thể tích điểm, tự động tích điểm côn khi chúng ta đứng trong vòng để nhanh hơn trong quá trình luyện tập của mọi người. Và một điều cực kỳ cần thiết nữa đó chính là mọi người phải hoàn thành game ở new game cộng 3 trở lên để có thể có tất cả những điểm căn khí của Tôn Ngộ Không. Mọi người phải đánh đầy đủ tất cả các boss, đánh Nhị Lan Thần, lấy Chu Yên Điên 3 lần để có thể có tất cả các căn khí của Tôn Ngộ Không. Khi có tất cả những căn khí này thì chúng ta mặc full set Tôn Ngộ Không vào ấy thì chúng ta sẽ được 5 điểm nộ côn. Và khi kích hoạt 5 điểm nộ côn thì con khỉ của chúng ta sẽ cất lên tiếng nói của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và vào một cái thế đánh đặc biệt. Ở thế đánh này, khi mọi người sử dụng một điểm nộ côn thì có thể ném được côn bằng cách nào? Trước tiên, mọi người cần vừa di chuyển vừa xoay côn. Khi vừa di chuyển vừa xoay côn, mọi người bỏ tay ấm tay ra khỏi nút di chuyển bước lên, sau đó đứng yên tại chỗ xoay côn. Và khi trong trạng thái đứng yên tại chỗ xoay côn như vậy thì mọi người nhấn ngay cho mình nút đánh mạnh, nó sẽ ném côn. Ok, chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thấy video hay và bổ ích cho mình xin một like và đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.